Về vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng, Công an thành phố Đà Nẵng đã bước đầu hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập nhiều manh mối để phục vụ điều tra. Tại hiện trường, lực lượng điều tra của Công an thành phố đã hoàn tất việc lấy chứng cứ, dấu vân tay của đối tượng. Cùng với đó, phối hợp với Công an các quận, huyện và các đơn vị nghiệp vụ, đồng loạt tổ chức các tổ truy bắt đối tượng gây án. Như đã thông tin, vào khoảng 11 giờ trưa 20 tháng 4, một đối tượng chưa rõ tên tuổi, mặc áo khoác, có mũ trùm đầu và quần jean màu xanh, đeo khẩu trang, đã tiến vào chi nhánh ngân hàng ở số 13 đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Sau đó, đối tượng cầm roi điện và một vật giống súng để uy hiếp nhân viên, yêu cầu đưa tiền. Sau khi lấy được tiền, người này nhanh chóng lên xe bỏ trốn.